Madame xin chào cả nhà mình nha. Lâu lắm rồi Madame mới bắt đầu may vá nè. Có mấy chục năm rồi đó. Hôm nay mới có một sản phẩm hoàn chỉnh may tay nè nha. Tranh thủ may cái gối. Cái gối đậu xanh. Còn thì làm cái gối đinh lăng cho em rồi. Cái này là vỏ đậu xanh nè, phơi khô nè. Bây giờ mình lựa mấy cái hộp mà đậu á, nó còn sót lại á, nó khô, sợ nó bị đau đầu cho bé. Còn cái vỏ thì nó khô, nó sẽ mềm. Đang làm cái gối cho bé nè. Đi về 2 ngày tranh thủ làm cho bé. Đi dậy về rồi bây giờ là làm bà nội nữa nè. Ở nhà được 2 ngày, thứ hai thứ ba nè. Đó, ở nhà tiếp coi cháu nội nè đó, chơi với nó nè. Đi nguyên tình nhớ về coi đó, phụ coi cháu. Tranh thủ may cái gối. Cái gối đậu xanh. Còn thì làm cái gối đinh lăng cho em rồi, bây giờ là may. Có cái bàn máy may của chị bé mà cho mượn rồi, chưa có đi lấy về, chưa có rảnh chị bé ơi. Bây giờ may tay. Gần xong rồi, đừng có la. Cháu bé ơi, cháu bé đừng la, chờ bà nội chút nè. Đây, 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 đừng có la. Xíu nữa là xong rồi, bà nội để cái gối vỏ đậu xanh vô cho nha. Vỏ đậu xanh người ta làm bánh chưng ăn Tết nè. Bánh chưng bánh tét đó, xin cái vỏ về làm gối đậu xanh. Nghe nói cháu nằm tốt lắm, ráng làm nè. Ôi, cháu bé ơi, gần xong rồi. Đây. Xong rồi đây. Rồi, giờ bé đi chơi nha. Ừ. Mẹ đi làm bài thi rồi, ba chuẩn bị đi ra shop bán bông nè. Đây đây, bà nội xong rồi. Đây nè, để bà nội mở lên cho coi nè nghe. Ừ. Đây. Đó. Xong rồi đang để cái này vô. Đó, đậu xanh đó. Đây 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 đây, để bà nội để vô. Ừ ừ. Ô khóc quá rồi. Bé, 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 em lên, bé, em lên, đội nghiệp em quá trời ơi. Hoàn thành cái gối cho cháu bé nha. Em lắm á.